Đây là buổi cà phê buổi sáng, cà phê Tim Hortons và bánh donut dừa, bánh donut dừa. Đây chung quanh tiệm, đây quầy bán bánh. Và đây là phần ăn sáng của mình, chỉ thế thôi. Tim Hortons rất thông dụng, đi đâu buồn buồn là ghé vô Tim Hortons, thư giãn vài phút. Later. Okay. Yeah.